Với lại dầu trà mà mình để càng lâu á, thì cái màu vàng nhạt nó sẽ đậm hơn một chút á các bạn. Nhưng mà không thể nào đậm như nước rửa chén hoặc là dầu ăn được. Bởi vì những loại mà dầu tràm đậm như nước rửa chén hoặc là dầu ăn thì có thể là khi mà họ sản xuất ra rồi, họ đã pha cái loại dầu tràm đó với dầu trà sữa. Chào các bạn, mình tên là Đặng Thị Như Hà, là chủ sáng lập của thương hiệu tinh dầu tràm Đa Gia Pha. Trong clip lần trước thì mình đã chia sẻ với các bạn về các cách sử dụng của tinh dầu tràm. Và hôm nay thì chúng ta cũng đi sang đề tài là dầu tràm màu gì tốt. Và tối hôm qua thì mình có post bình luận một cái status ở trên group của diễn đàn mẹ và bé trên Facebook á. Thì mình nhận được hàng trăm comment của các bạn bán hàng online, của kể cả những bạn mà đang sử dụng sản phẩm tinh dầu tràm cho con. Thì cái nội dung của status mình đăng là theo các bạn thì dầu tràm nguyên chất nó sẽ có màu gì. Và các bình luận các mẹ đưa ra là dầu tràm nguyên chất sẽ có màu vàng nhạt, có màu vàng đậm, có màu trắng, có màu xanh. Bởi vì đó là những loại dầu tràm mà chính các bạn đang sử dụng loại dầu tràm nguyên chất. Nhưng thực tế có phải như vậy hay không? Và tiếp tục sau đó thì mình post tiếp một cái bằng chứng để chứng minh là cái sản phẩm dầu tràm nguyên chất là có màu gì là đúng. Và cái bằng chứng mình post đó là cái quy chuẩn về cái sản phẩm chất lượng của tinh dầu tràm do chính tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành vào ngày 20 tháng 2 năm 2017. Thì trong quy chuẩn đó nó có thể hiện là tinh dầu tràm nguyên chất nó sẽ có màu vàng nhạt và trong suốt. Thì sau đó mình cũng nhận được rất nhiều comment của các bạn nói là ủa chứ sao em mua thì họ nói là dầu tràm nguyên chất có màu xanh chị, màu xanh là từ sản phẩm là lá tràm còn tươi, còn màu vàng là lá tràm khô. Thì đúng là dầu tràm màu được sản xuất từ lá tràm tươi nó sẽ có màu xanh, nhưng bạn thử nghĩ xem khi mà một sản phẩm nó nấu từ lá tràm tươi á, thì nó sẽ có màu xanh, nhưng sau đó còn 2 tháng nó đã chuyển qua màu vàng nhạt rồi. Đó là chính là lý do tại sao mà cái quy chuẩn của tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành đó, là dầu tràm nguyên chất nó sẽ có màu vàng nhạt. Nếu như nó có màu xanh thì họ đã ghi thêm là màu xanh rồi đúng không ạ? Bởi vì là khoảng thời gian mà từ khi họ sản xuất, họ đóng chai đến khi mà đến tay của bạn mua thì chắc chắn khoảng thời gian nó sẽ lớn hơn 2 tháng. Thì cái sản phẩm màu xanh đã chuyển sang màu vàng nhạt rồi. Và khi mà bạn mua về một chai loại màu xanh đó, bạn sử dụng khoảng 3 đến 4 tháng sau mà vẫn còn màu xanh, thì tôi đảm bảo đó không phải loại dầu tràm nguyên chất. Có thể nó đã pha hoặc là nó được làm như thế nào đó thì đó phụ thuộc vào cơ sở sản xuất. Và nói tóm lại là dầu tràm nguyên chất nó sẽ có màu vàng nhạt, nhưng mức độ màu vàng nhạt như thế nào đó một vấn đề. Bởi vì là dầu tràm mà mình để càng lâu thì cái màu vàng nhạt nó sẽ đậm hơn một chút đó các bạn, nhưng mà không thể nào đậm như nước rửa chén hoặc là dầu ăn được. Bởi vì những loại mà dầu tràm đậm như nước rửa chén hoặc là dầu ăn thì có thể là khi mà họ sản xuất ra rồi, họ đã pha cái loại dầu tràm đó với dầu trà sữa, hoặc là trong quá trình nấu họ đã bỏ chung lá tràm và lá của trà sữa vào chung để ra một sản phẩm tinh dầu, và họ bán với mức giá là tinh dầu tràm và nói với công dụng là của tinh dầu tràm, và cái màu này nó sẽ đậm hơn một chút. Nhưng mà đó chính là cái lý do tại sao mà khi tôi nói rằng là nếu mà chỉ dựa vào màu sắc của dầu tràm để bạn đưa ra kết luận đó có phải loại dầu tràm nguyên chất hay là không thì thật sự rất là khó. Bởi vì màu vàng nhạt nó sẽ có nhiều cấp độ của màu vàng nhạt đúng không ạ? Các bạn không thể là dựa vào một yếu tố màu mà để đưa ra kết luận được. Và bạn phải đi kèm với các yếu tố vật lý khác của tinh dầu tràm, như là khối lượng riêng của dầu tràm so với nước, độ nhớt, thời gian bay hơi và thời gian lưu hương, hoặc là thời gian của bọt tan. Thì bạn còn dựa vào những yếu tố đó để đưa ra cho mình một kết luận đúng nhất là dầu tràm nguyên chất có màu gì. Và đi kèm với màu của dầu tràm thì bạn còn phải kiểm tra những yếu tố như tôi vừa nói ở trên. Và đó là những chia sẻ của tinh dầu tràm Đa Gia Pha về các thông tin là dầu tràm nguyên chất có màu gì. Và nếu như bạn vẫn còn thắc mắc và vẫn có những thông tin chưa rõ thì mời bạn liên hệ trực tiếp hotline của tinh dầu tràm Đa Gia Pha 0901 809 484, hoặc là nhắn tin vào fanpage dầu tràm Đa Gia Pha để đội ngũ chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trực tiếp. Nếu các anh chị thấy những video chúng tôi đưa ra là hữu ích, hãy nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên kênh YouTube Tinh dầu tràm Đa Gia Pha.